đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 48, mặt B. Ưa thích cái lạc à, cũng không vui mừng, cũng không ca ngợi, cũng không cầu mong, cũng không ước muốn, cũng không tưởng nhớ. Do thế thọ lạc niệm Phật không tác dụng và lôi cuốn được, không làm đam mê, không làm say đắm Phật. Vì thế à, thọ à, đến đi như không có mặt, thọ à, có mà như không có à, chúng ta thấy rõ ràng thật thọ lạc cũng như bây giờ mình ăn miếng ngon à, mình thấy cái thọ lạc nó ngon, mình thích, mình ca ngợi cái này ngon quá, mình cầu mong ước muốn cho còn có ăn nữa, mình tưởng nhớ nó nữa. Còn thật thì ăn ngon dở gì thật cũng chẳng có cần thiết hết. Người cho nên đối với Phật đó thì cái thọ là không có ăn thua nhầm nhò gì, nó không say đắm, nó không làm lôi cuốn Đức Phật được. Cho nên chúng ta lấy thọ mà niệm Phật thì cái thọ của chúng ta cũng phải giống như vậy, phải không? Chúng như vậy cho nên chúng ta ăn ngon, chúng ta có cảm giác nằm êm ấm, có cái cảm giác khoái lạc này kia, chúng ta chẳng thích gì đâu, đó là thọ lạc mà. Mà thọ lạc đối với Phật thì Phật đâu có chấp nhận nó, đâu có ham mê nó, đâu có bị nó lôi cuốn. Ta tu hành theo Phật cũng vậy, đối với thọ lạc ta chẳng ham thích nữa. Còn chúng ta thì nghe thọ lạc cái này kia chúng ta thích, ăn ngon uống nước ngọt rượu đồ mê, hút thuốc đồ khoái à, tất cả những cái này chúng ta chạy theo cái thọ lạc. Còn cái lại thì đối với Phật mà chúng ta là người tu bất ngoại tịnh theo cái ba tam quy này, ba cái giới này thì Phật hoàn toàn là không bị thọ lạc lôi cuốn. Thì tâm ta thì cái thọ của chúng ta mà niệm Phật thì tức là cái thọ của chúng ta không bị cái lạc mà lôi cuốn chúng ta được. Ta lấy được thọ lạc niệm Phật, ta phải giống như Phật, không ưa thích, không vui mừng, không ca ngợi, không cầu mong, không ước muốn, không tưởng nhớ. Nhờ thế à, thọ của ta à, không tác dụng được ta, không lôi cuốn, không làm cho ta đắm mê à, muốn được vậy ta phải à, ta phải tu tập như thế nào, ta phải dùng những cái pháp thật như thế nào để cho cái thọ mà nó niệm Phật nó không có à, nó không có bị à, nó không có bị khổ đau. Vậy thì à, nãy giờ là thầy đã tóm lược mà chưa có cái pháp hành à, biết không? Nãy giờ thầy tóm lược cho chúng ta từ cái thân niệm Phật cho đến cái thọ niệm Phật, rồi tới cái à, tất những cái khác mà chúng ta phải thấy rằng à, khi mà à, chúng ta chưa có pháp hành mà chỉ là nói suông thôi thì đó là lý pháp chứ chưa phải là hành pháp. Mà bây giờ ở đây chúng ta phải kê ra rồi chúng ta phải thấy có cái pháp hành liền, chứ nếu mà nói như vậy không á thì tức là chúng ta chỉ nói cái lý mà không có cái hành. Vậy thì bắt đầu chúng ta phải trở lại cái vị trí là thân niệm Phật, rồi từng đó chúng ta mới đi tới là thọ niệm Phật, rồi tâm niệm Phật, rồi pháp niệm Phật như thế nào à, để cho nó có pháp hành kèm theo. Chứ nếu mà chúng ta cứ lý mà pháp mà nói như vậy, nó không có pháp hành thì chúng ta biết cái gì chúng ta tu à, biết cái gì mà chúng ta lấy cái thân mình niệm Phật được đây à, mình nói như vậy chứ chưa chắc đã là muốn sống được như Phật đâu phải dễ, đâu có phải chuyện dễ đâu. Cho nên phải có pháp hành, mà pháp hành thì tức là giới hành của chúng ta à, bây giờ trở lại cái vấn đề thứ nhất là thân niệm Phật à, vậy thì à, vậy thì thân niệm Phật như thế nào à, à, giới hành hộ trì sáu căn, như hồi nãy thầy có nói giới thiệu rồi đó, chúng ta phải hộ trì sáu căn chúng ta thưa. Bắt đầu người tu sĩ muốn thân à, muốn thân hành niệm Phật thì phải chọn nơi tâm chuyên nhất cảnh à, mình muốn tu tập mà mình muốn hành cái pháp chứ không phải là muốn nghe cái lý suông không. Muốn nghe cái lý suông không thì mình cần gì phải chọn cái cảnh à, cho nên trước tiên mình muốn hành cái pháp này, mình muốn trao dồi được cái thân tâm mình, sống cái thân của mình như Phật, giống như Phật, thì mình phải chọn một cái cảnh, một cái nơi tâm chuyên nhất cảnh. Vậy thì tâm chuyên nhất cảnh như thế nào? Này quý thầy phải lựa chọn một chỗ an trú thanh vắng. Mình tu hành là luôn luôn phải tìm cái chỗ thanh vắng à, chứ không thể nào mà thiếu cái chỗ thanh vắng mà chúng ta tu tập được à, à, chúng ta phải nhớ như vậy thì chúng ta mới có thể à, thực hiện được à, một khu rừng à, một gốc cây à, một ngọn núi, một bãi tha ma, một hang đá à, một sơn lâm giữa trời không mong hoạn, một đống rơm, một chòi lá bên gần suối à, đó là nơi lý tưởng để chúng ta thân hành niệm Phật, nghĩa là lấy cái thân của chúng ta mà niệm Phật đó à, chúng ta phải chọn cái nơi đó, gọi là chọn cái cảnh mà gọi là tâm chuyên nhất cảnh. Cái tâm của mình mà muốn tu hành được thì tức là cái cảnh nó phải hợp
mà cái cảnh nó không hợp, như mình sống ở trong gia đình của mình, vợ con này kia rồi đủ thứ anh em dòng họ của mình, thử hỏi mình tu được cái này không, mình trao dồi được không? Chắc chắn là không được đâu. Cho nên chúng ta phải chọn một cái nơi nó yên tịnh thanh vắng, rồi từ đó chúng ta mới nỗ lực mà trao dồi cái thân của mình, thì mình mới sống đúng như Phật được. Vậy thì đầu tiên chúng ta thân Phật thì thường phòng hộ sáu căn. Vậy thì bây giờ mình cũng muốn phòng hộ sáu căn của mình như Phật, để cho mình cũng đi mà mình ngó nhìn xuống, mình cũng như Phật, thì mình phải làm sao? Mình phải tập như thế nào? Mình phải hướng tâm mình nhắc như thế nào để cho mình đạt được? Đó là cái hành động tu tập của chúng ta, gọi là pháp hành hay là giới hành. Vậy phòng hộ như thế, phòng hộ sáu căn như thế nào? Loại sắc nào do mắt phân biệt? Đây bây giờ đó, đây là giải thích thêm để chúng ta thấy loại sắc nào do mắt phân biệt. Khi thân ta khi ta thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì loại sắc đó loại sắc do mắt phân biệt đó thì ta nên tránh xa. Nghĩa là bây giờ một cái vật gì có hình tướng, có sắc tướng, mà khi mà chúng ta thân cận nó, chúng ta ở gần nó, như máy móc cái này cái nọ cái kia, tất cả mọi cái mà trước mặt thầy đây, từ cái ca, từ cùng băng, từ cái đồng hồ, tất cả mọi vật trước mặt thầy đây, đó là sắc đó. Mà khi mà thầy thân cận thì bất thiện pháp nó tăng trưởng mà các thiện pháp nó suy giảm. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ có những vật này á, thì có những người họ thèm muốn, họ sẽ tìm cách trộm cắp lấy, thì như vậy là ác pháp hay thiện pháp? Rồi bây giờ thầy mất các vật này đi, tâm thầy có buồn không? Như vậy là có buồn, có phiền não. Hoặc là có người họ lỡ họ làm hư đi, thì tức giận đi, thì như vậy là ác pháp nó tăng trưởng á. Những vật này mà gần gũi thầy, thân cận, ác pháp nó tăng trưởng, và thiện pháp nó làm cho thầy suy giảm đi. Nếu như vậy là thầy có thân cận nó không? Cho nên vì vậy mà khi suy nghĩ như vậy á, thì muốn phòng hộ sáu căn của chúng ta, thì lúc bây giờ con mắt mà thấy mọi vật á, thì chúng ta phải thấy là thân cận nó mà thiện pháp tăng trưởng thì chúng ta thân cận, mà thiện pháp không tăng trưởng mà ác pháp tăng trưởng thì chúng ta xa lìa nó đi. Chúng ta xa lìa nó đi. Chẳng hạn bây giờ quý thầy sau cái mùa hạ an cư kiết hạ này, quý vị thầy về lãnh cái chùa, do đó quý thầy ở làm trụ trì, vậy mà làm công chuyện này công chuyện kia đủ loại hết. Do đó các pháp ác nó đến, nào là có chuyện phải xử hay phạt, nào phải lo xây dựng chùa chiền, tất cả mọi cái này, rồi phải đi kêu gọi Phật tử đóng góp đủ thứ hết, đủ loại hết. Như vậy là các thầy sẽ thấy đó là ác pháp hay là thiện pháp? Nó có giải thoát được cho quý thầy không, hay là quý thầy chịu đau khổ ở trong các pháp đó? Như vậy là quý thầy thấy rõ đó là ác pháp, thì cho nên tăng trưởng thì chúng ta không nên thân cận, vì vậy mà nên giao chùa lại cho họ, họ làm gì đó làm, tại vì đó là bất thiện pháp rồi chứ không phải là ác pháp. B, loại sắc nào do sắc phân biệt, khi ta thân cận bất thiện pháp suy giảm mà thiện pháp tăng trưởng. Như vậy bây giờ như thế nào? Bây giờ chúng ta bỏ hết, chúng ta chỉ còn thì có thấy các thiện pháp tăng trưởng không? Nó tăng trưởng rất nhiều, nó làm chúng ta thấy nó không còn bận tâm lo lắng, không còn sợ hãi, không còn sợ trộm cướp, không còn gì hết. Thì như vậy là chúng ta thấy an ổn không? Quá an ổn, cho nên thiện pháp tăng trưởng làm chúng ta không còn mất mát gì hết, chúng ta thấy an vui, ngủ rất yên mà không sợ cái gì hết. Còn bây giờ chúng ta các cái pháp này, các cái sắc pháp này nó làm chúng ta quá lo lắng. Cũng như bây giờ quý thầy giữ một cái chùa, mà cái chùa để cho người ta phá, hoặc là người ta vô người ta rinh Phật, người ta rinh mấy cái chuông đồng hết rồi, thì quý thầy thấy có khổ không? Khổ quá. Cho nên mình làm trụ trì mà để mất như vậy, Phật tử họ đến họ nói này nó kia chịu không nổi rồi. Đó không phải là ác pháp không? Ở trong chùa lại có cái tượng bằng vàng nữa, cái ông Phật Thích Ca bằng vàng mà cỡ độ chừng 3 kg, mà để ngồi trong góc đó là chắc chắn là không có thế nào mà chúng không lấy được hết. Cho nên phải đem ông Phật này giấu ở trong rương, hoặc đem chứ không dám để trên bàn Phật thờ đó. Như vậy là phải sợ sệt đủ thứ hết. Cho nên do đó những cái pháp đó là những cái pháp gì? Pháp ác. Cho nên vì vậy thôi đem cái ông Phật này ra cái tiệm sợi kim hoàng nào đó, làm ơn ông chẻ nó ra, ông nấu nó ra làm đồ nữ trang bán đi, chứ để tôi ở chùa cực quá đi, tôi giữ ổng này cũng mệt tôi. Đó là như vậy là chúng ta đã xa lìa các ác pháp, các cái sắc pháp đó, nó là những không có thiện pháp được. Cho nên dù là ông Phật đẹp tốt nhất chúng ta cũng rất sợ hãi. Cho nên chúng ta nghe ở những cái nơi chùa mà có những cái ông Phật bằng những cái loại quý giá, bằng những ngọc, bằng những vàng bạc châu báu, bằng những cái loại mà quý, thì hầu như cái ông thầy ở đó ông quá lo lắng.
hở ra sợ người ta rinh ông Phật nó mất đi. Cho nên ở đây thầy nói chỉ ở trên cái tượng Phật thôi, mà người ta chỉ gắn cái hột xoàn ở giữa cái trán của ông Phật thôi, mà ông Phật đó để đó người ta cũng lo nữa. Cái hột xoàn quá lớn rồi, nó chói sáng ra, nó nhiều màu sắc, nó chói sáng quá, thì do đó người ta cũng cài cái đó người ta lấy nữa rồi. Vì vậy mà hầu hết là trong những cái chùa mà có những ông Phật mà bằng những cái vật báo là cái tai họa lớn cho cái ông thầy đó, chứ không phải sung sướng gì hết. Còn cái chùa mà bằng tranh, bằng vách, bằng lá, ông thầy ngủ ngon lắm, không có lo gì hết. Mà tượng Phật bằng đất rồi đó thì chắc không ai rinh đâu. Cho nên càng sung sướng chúng ta bằng mấy. Còn trái lại mà cái chùa mà nó càng sang càng đẹp, nào là gạch ốp lát đồ này kia, thì coi chừng chúng ta cứ tối ngày phải chùi rửa. Không có chùi rửa thiên hạ họ nói này nữa kia, ông thầy dở dơ quá trời, cái chùa mà gạch ốp lát như da thầy vậy, bóng như vậy mà ông không chùi rửa, người ta nói này nữa kia mình khổ lắm. Cho nên cái chùa mà nền đất khỏe lắm, không có cực khổ gì nhiều. Do đó là cái thiện pháp nó không phải là ác pháp. Còn tất cả những cái sang đẹp của thế gian nó cũng không phải vĩnh viễn mà trường tồn, nhưng nó làm cho chúng ta phải khổ sở với nó, tức là ác pháp. Lại tiếng nào do tai phân biệt như vậy, bây giờ đó chúng ta thấy hồi nãy là sắc, lại cái sắc nào, bây giờ nó do cái tiếng nào mà nó đem đến cho chúng ta những cái thiện pháp mà tăng trưởng và ác pháp mà suy giảm, thì cái tiếng đó thì chúng ta nên, cũng như bây giờ quý thầy nghe cái âm thanh thầy thuyết giảng mà đem đến cái lòng thiện, đem đến cái sự tu tập của quý thầy, thì cái tiếng đó là cái tiếng tốt. Còn cái tiếng mà nghe nó rỉ ra rỉ rả làm cho chúng ta nghe nó thương dai khóc mướn, làm cho chúng ta đau sầu khổ muộn, nghe nó thương nhớ cái này thương nhớ kia, thì những cái tiếng đó nó có tốt không? Nó không có tốt. Những cái tiếng mà chửi lộn mà đánh mắng cũng không tốt đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta nên xa lìa những cái âm thanh đó, mà hãy gần gũi với những cái âm thanh mà dạy đúng chánh pháp, để chúng ta ly tất cả những cái thế giới vô thường hoại diệt này, ly tất cả cái thế giới mà vô hộ vô chủ này, ly tất cả cái thế giới mà tham ái này, khao khát này không bao giờ cùng tận đó, thì chúng ta phải ly nó ra. Thì tức là chúng ta phải chọn lấy những cái tiếng nào đúng mà cái tiếng nào sai. Rồi đến cái loại hương nào do mũi mà phân biệt, cái hương nào mà là cái hương giải thoát, còn cái hương nào là cái hương làm cho chúng ta đam mê. Chúng ta nghe mùi hoa, mùi này kia, mê quá, thơm quá. Sự thật nó làm cho chúng ta đam mê. Cái mùi hương đạo đức, cái mùi hương nhân quả, là cái mùi hương đó nó làm cho chúng ta giải thoát. Giải thoát. Cái mùi hương đó nó đi ngược gió, nó đi bốn hương được. Còn cái mùi hương mà của loài hoa nó chỉ đi theo cái chiều gió xuống thôi, nó không có thể đi ngược gió trở lên. Còn cái mùi hương của đạo đức nhân quả đó, nó sẽ đi ngược gió, nó làm lên những cái mùi hương rất tốt. Cho nên chúng ta nên chọn lấy những cái mùi hương tốt, nó sanh ra thiện pháp, nó làm chúng ta không làm những cái hành động ác. Do đó chúng ta nên chọn lấy cái mùi hương tốt đó. Cái loại vị nào do lưỡi phân biệt, ở đây những cái loại vị mà phân biệt ngon dở ngọt bùi của thế gian đó, là cái loại vị đó là loại vị bất tịnh ảo giác, chúng ta hãy xa liền đi. Còn cái loại vị mà ly dục ly bất thiện pháp á, nó sanh ra những cái hỷ lạc của cái ly dục ly bất thiện pháp á, thì chúng ta hãy chọn cái đó đi. Như vậy thì ở trong bốn thiền mà chúng ta thấy, cái từ cái thiền thứ nhất mà cho đến thiền thứ tư á, nó do chúng ta ly những cái vị mà thế gian nó làm chúng ta ly ra hết, do đó chúng ta mới thọ hưởng được những cái vị mà xuất thế gian. Những cái vị đó nó làm chúng ta liên tục mãi mãi có cái sự kéo dài mãi cái sự hỷ lạc của nó mãi. Còn cái loại vị mà hiện bây giờ chúng ta đang thọ hưởng của thế gian á, thì bỏ vô miệng thì thấy ngon, mà nuốt vô cổ rồi thì hết ngon rồi, nó chỉ chớp mắt nhai nhai có chút cái rồi nuốt vô cái sạch, không còn thấy ngọt nữa. Thì cái loại vị đó chúng ta nên lìa nó đi, bỏ nó đi. Năm cái loại xúc chạm nào mà do thân phân biệt, cái loại xúc chạm thí dụ như xúc chạm gây cái sự cảm xúc khoái lạc thế này thế kia, gây sự êm ấm như niệm muốt, như là chăn lông, như cái này kia, làm chúng ta thấy êm ấm thân của chúng ta bằng cách này bằng cách kia, thì từ đó chúng ta phải xa lìa nó đi. Đó là những cái nó cám dỗ, nó quyến rũ chúng ta khao khát mà không bao giờ hết được. Do đó chúng ta hãy tìm lại những sự xúc chạm bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, bằng cái thân thanh tịnh của chúng ta đang ở trong những cái sự thiền định, thì cái sự xúc chạm đó là cái xúc chạm làm chúng ta tâm chúng ta bất động, bất dao động. Thì lúc bây giờ đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải đi theo cái đường đó, mà các thiện pháp tăng trưởng và ác pháp nó suy giảm. Sáu loại pháp nào do ý phân biệt, khi thân ta thân cận
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm thì lại pháp ấy nên xa lánh. Bây giờ có những cái lời dạy mà cái lời dạy đó nó đem cho chúng ta đến cái ác pháp thì tức là chúng ta không đến. Cũng như bây giờ người ta nói, bây giờ có câu nói đó là rất hay, nhưng mà chúng ta gần gũi nó, chúng ta thường hay lấy cái câu đó hay là hoặc lấy cái ý đó mà chúng ta tranh cãi thiên hạ cho mình hơn thua thiên hạ, thì cái đó là có phải là pháp đúng không? Không phải pháp đúng đâu. Pháp đó nó sanh ra ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp suy giảm. Còn cái pháp nào mà chúng ta biết nhẫn, biết nhịn, biết nhường người ta, người ta muốn tranh luận thì thôi, mình làm thinh chẳng hơn tranh luận gì ai. Thì những cái pháp đó là những cái pháp để cho mình được giải thoát và người khác cũng không thù hận mình. Vì vậy cho nên khi mà những cái pháp như vậy thì chúng ta thân cận, chúng ta để cho cái tâm của chúng ta được giải thoát và người khác cũng giải thoát. Cho nên khi mà đến gần với cái người nào mà họ muốn tranh hơn tranh thua với mình thì mình luôn luôn nhẫn nhịn họ, không có tranh hơn tranh thua họ. Thì những cái pháp đó là những cái pháp mà thiện pháp tăng trưởng. Vì vậy mà chúng ta biết tu tập như vậy thì đó là những cái pháp đúng. Còn những cái pháp mà rống họng mà tranh nhau hơn thua thì những cái pháp đó là những cái pháp không đúng. Nói thầy, như vậy là ác pháp nó tăng trưởng mà thiện pháp nó suy giảm. Ở giới hạnh hộ trì các căn như thế nào? Bây giờ đó thì chúng ta đã học qua cái phòng hộ 6 căn rồi. 6 căn rồi. Thì bây giờ tới cái giới hành, nó hộ trì các căn chúng ta như thế nào? Khi tìm được nơi yên tĩnh, vắng vẻ, ta ngồi kiết già thẳng lưng, đặt niệm phòng hộ 6 căn trước mắt, ta dùng trạch pháp chọn lấy một câu, rồi dùng câu đó làm pháp hướng như cái lý tắc ý. Phật đi không ngó qua ngó lại, đây là cái câu pháp hướng đây. Phật đi không ngó qua ngó lại, chỉ nhìn xuống đất, quan sát từng bước đi của mình để tránh vô tình làm đau khổ chúng sanh. Thân ta niệm Phật phải thực hiện đi giống như Phật. Đó là mình dùng cái pháp hướng này, mình nhắc mỗi lần khi mình bước đi thì mình nhắc trước, tức là câu thứ nhất á, câu thứ nhất mà pháp hướng á, đây là cái pháp hành của chúng ta rồi. Cho nên trước khi mà chúng ta đi hoặc là chúng ta đặt một cái niệm phòng ngộ 6 căn thì chúng ta ngồi thẳng lưng kiết già, rồi chúng ta nhắc như vậy để sau khi mà chúng ta bước đi là chúng ta nhớ liền, chúng ta không quên. Cho nên khi mà chúng ta bước đi thì cái thân hành của chúng ta nó không làm nó nhìn xuống, mắt chúng ta nhìn xuống, nó giữ gìn 6 căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta không ngó qua ngó lại, không nhìn lên nhìn xuống, tập trung ở dưới bước chân chúng ta đi. Mà hàng ngày chúng ta phải đặt niệm trong những cái buổi yên tĩnh chúng ta ngồi, chúng ta đặt niệm, chúng ta dùng cái pháp hướng, chúng ta nhắc tâm mình cho đến khi mà thân chúng ta bước đi là chúng ta đã nhớ liền. Hoặc là chúng ta không nhớ thì chúng ta lại dùng pháp hướng đó nhắc một lần nữa rồi chúng ta lại bước đi. Cho nên những cái câu này thì quý thầy phải thuộc lòng, phải nhớ thuộc để thành ra một cái trạch pháp để nhắc chúng ta. Ở đây thầy xin nhắc lại câu này: Phật đi không ngó qua ngó lại, chỉ nhìn xuống đất, quan sát từng bước đi của mình để tránh vô tình làm đau khổ chúng sanh. Thân ta niệm Phật cũng vậy, phải thực hiện đi giống như Phật. Đó là mình phải nhớ câu nói đó. Đó là khi ngồi thì mình đặt cái niệm này trước mặt, dùng trạch pháp này mà nhắc mình. Đó là cái pháp để phòng hộ 6 căn của chúng ta. Khi bước đi, khi làm những việc gì thì chúng ta cũng nhớ những cái điều đó. Câu thứ hai: 6 căn tiếp xúc 6 trần, dính mắc các pháp, tạo biết bao nhiêu điều khổ cho kiếp người. Thân ta niệm Phật thì phải giống như thân Phật, phòng hộ 6 căn đi đứng nằm ngồi, ý tứ từng hành động nhẹ nhàng thanh thản, không mong cầu không ước muốn, chỉ biết khoan thai bước đi mà thôi. Đó là câu thứ hai để mà chúng ta hướng tâm nhắc nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi kiết già lưng thẳng, chúng ta nhắc câu thứ nhất để cho mỗi ngày chúng ta làm cho thân tâm chúng ta thấm nhuần cái chỗ mà thân hành, cái chỗ mà hộ trì 6 căn của chúng ta. Câu thứ hai tiếp tục, câu thứ hai chúng ta nhắc lại lần nữa, và câu thứ ba, đây là câu thứ ba: thông thả mà đi, thanh thản mà đi, mắt nhìn xuống bước đi, tai lắng nghe bước đi, không nhìn ngó đôi bên. Nó là chúng ta nhắc nó, chúng ta hướng tâm chúng ta nhắc nó, nhắc cái thân của chúng ta để cho giống Phật đó, để làm y như Phật đó. Nó thì quý thầy, đây là pháp hành đó, chứ không phải là một cái chuyện siêng năng tập thì quý thầy sẽ đạt được kết quả đó. Mà quý thầy không siêng năng thì quý thầy chịu đấy. Ở đây thầy trạch pháp ra sẵn những cái câu này để giúp cho quý thầy tu tập mang được cái kết quả tốt, là phòng hộ được 6 căn của mình, không dính mắc 6 trần.
Câu thứ tư, các pháp xung quanh ta là vô thường, là khổ, là tai hại, ta hãy nhìn và nghe từng bước đi của ta. Nghĩa là bây giờ mình ngó bên đây bên kia, pháp này pháp kia, nó đều dính vào trong mắt của chúng ta, nó dính vào lỗ tai chúng ta, thì nó làm cho chúng ta khổ. Mà nó là toàn là các pháp đều là vô thường hết, các cái sắc pháp, các cái tướng của nó đều là vô thường hết. Tại sao chúng ta lại nhìn nó làm gì? À, cho nên chúng ta hãy nhìn cái bước đi chúng ta, mà nghe và nhìn bước đi của chúng ta, từng bước đi chúng ta. Thì do đó chúng ta có cần để ý chúng nó không? Mà không cần để ý chúng nó thì tức là chúng ta đã phòng hộ sáu căn của chúng ta chứ gì. Đó, đó là câu trạch pháp thứ tư. À, các thầy nhớ chưa? Nhớ kỹ như vậy. Khi mà chúng ta không có đi thì chúng ta ngồi, chúng ta cũng nhắc cái tâm của mình, hướng tâm là nhắc tâm của mình. Hằng ngày nhắc như vậy tức là chúng ta sẽ thấm nhuần được sự phòng hộ sáu căn. Mà phòng hộ được sáu căn tức là chúng ta đã thoát ra khỏi biết bao nhiêu pháp nó luôn luôn nó trói buộc, nó dính mắc ở trong tâm ta. Cho nên muốn mà phòng hộ được sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình không dính các pháp thì phải hằng ngày siêng năng mà tu tập, tinh tấn mà tu tập, chứ không thể biến trễ mà có thể mà được. Muốn giải thoát mà, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi mà, muốn thoát ra bốn cái cảnh giới thế giới nó vô thường, nó hoại diệt này mà, nó vô chủ, nó vô hộ này, nó vô sở hữu này, nó tham đắm, nó không bao giờ cùng. Mà muốn ra khỏi nó thì những cái pháp đầu tiên này mà chúng ta không tu tập thì chúng ta tu tập pháp nào giờ? Mà không phòng hộ nó thì làm sao chúng ta không dính mắc? Cho nên phải nhắc đi nhắc lại để thấm nhuần được. Vì vậy mà chúng ta đã phòng hộ được sáu căn, mà sáu căn không dính mắc thì chúng ta sẽ thấy được sự giải thoát của chúng ta tức thời, ngay đây, nó không còn phải đợi một cái thời gian nào nữa hết. Nghĩa là tu tập đúng cách thì quý thầy thấy cái thời gian nó không mất đâu. Năm, câu thứ năm. Các pháp luôn luôn có sự cám dỗ, thu hút, dễ khiến ta dính mắc, khả hỷ, khả lạc, khả ái. À, tâm ta phải bất động trước các pháp, mắt ta nhìn xuống, tai nghe tiếng bước chân đi. À, mình phải trạch cái pháp ra để thấy rằng các cái pháp xung quanh của mình nó dễ cám dỗ, nó thu hút mình lắm. Cho nên vì vậy đó, mình phải nhìn xuống cái bước đi của mình, vì nó làm cho chúng ta thấy thích lắm. Khả ái, khả lạc, khả hỷ, nó làm chúng ta thích thú, ấm mê lắm. Cho nên tâm ta phải bất động trước các pháp đó, mắt ta phải nhìn xuống, tai ta phải nghe cái tiếng bước chân chúng ta đi, đừng có nghe cái tiếng ở bên ngoài, đừng có thấy những cái sắc ở bên ngoài. Đó là cái pháp hướng nhắc cho chúng ta hộ trì, giữ gìn, phòng hộ sáu căn của chúng ta đó. Đó là những cái câu pháp hướng mà quý thầy cần phải thuộc để hàng ngày đặt niệm trước mặt mà quý thầy nhớ. Chứ nếu mà quý thầy không nhớ thì không có pháp mà quý thầy tu đâu. Đó. Nhớ kỹ như vậy thì quý thầy mới thấy càng ngày, quý thầy mới thấy được thế gian này vô thường, các pháp là vô thường, là khổ. Câu 6. Các pháp thế gian vô thường, khổ, vô ngã, có nhiều tai ương, có nhiều nguy hiểm, ta phải buông xuống hết, không để sáu căn dính mắc sáu trần. Đó là một cái câu để nhắc cho chúng ta, để mà chúng ta xả xuống, không có để cho nó dính mắc của chúng ta. Chúng ta nhìn các pháp thế gian là khổ, là vô ngã, nó có nhiều tai ương, nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như bây giờ các thầy thấy mình không có tiền, chứ mình có tiền rồi thì nó sẽ có xảy ra những cái tai họa cho mình. Mình không có chùa to, mình không có tháp lớn thì nó chưa có tai họa đâu. Mà mình có chùa to, tháp lớn, nó có những cái sự kiện tai họa đến cho mình, nó xảy ra chuyện này chuyện kia. Phật tử thì kiện thưa đầu này đầu kia, còn cái chùa lá không ai mà tranh giành hết. Còn cái chùa tốt á, người ta tranh giành qua lại, mình làm thầy ở giữa, trời xử không có được, nói gì họ cũng không nghe hết. Đó, thì quý thầy thấy đây là mình là những người tu sĩ, mình cứ lấy ở trong cái chùa của mình dễ hiểu hơn hết. Còn cái ở ngoài đời thì những bao nhiêu thứ chuyện khác nó nguy hiểm lắm, nó tai họa lắm. À, do đó mình lấy những cái câu này để mình nhắc nhở mình xa lìa nó. 7. Sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý phải tập trung dưới bước đi, không được phóng dật theo sáu trần sắc thinh hương vì xuất pháp. Đó là cái câu thứ 7. Sáu căn tức là mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta phải tập trung với bước đi, không được phóng dật theo sắc thinh hương vị xúc pháp, nghĩa là không được ngó qua ngó lại ở bên ngoài, tức là không chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp nữa. Đó là nhắc nhở chúng ta đừng có để mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta mà luôn luôn nó phải tập trung với bước đi, nó không cho nó phóng dật ra ngoài. Nhắc nhở như vậy thì mai ra mới phòng hộ được nó. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học. Các thầy phải nhớ rằng những cái pháp hướng này phải nhớ cho kỹ và hàng ngày phải siêng năng tu tập. Trong khi mà buổi tối
chúng ta không phải ngồi mà hít thở hơi thở không, mà nhiều khi chúng ta phải dành những cái thời gian mà chúng ta dùng cái pháp hướng này nhắc đi nhắc lại cái tâm chúng ta rất nhiều, để phòng hộ sáu căn của chúng ta tu tập. Chứ không khéo thì quý thầy sẽ không có đạt được cái kết quả tốt của nó đâu. Đầu tiên là bao giờ mà bước vào đạo Phật thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là chúng ta phải phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt. Vốn cái tâm của mình nó dễ dính mắc với sáu trần lắm. Cái thân tâm của mình nó dễ dính mắc lắm. Cho nên vì vậy đó, họ chút chút nào nó cũng dính mắc. Mà ngay bước đầu mà chúng ta không phòng hộ nó thì chúng ta khó mà có thể đạt được cái sự mà giải thoát được. Cho nên muốn mà tu tập thiền định của đạo Phật đó, thì cái sự phòng hộ là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên. Cho nên ở đây chúng ta lấy ba cái giới đầu tiên là Phật Pháp Tăng đó, là lấy những cái gương hạnh giải thoát, mà chúng ta lấy đó mà chúng ta nương vào để mà chúng ta sống một cuộc sống cho đúng cách. Đúng cách mà muốn sống đúng cách như vậy thì cái pháp hướng mà phòng hộ này là phải siêng năng mà chuyên cần tu tập. Mà nếu không siêng năng chuyên cần tu tập á thì chắc chắn quý thầy sẽ khó mà đạt được. Những lời mà thầy tâm huyết hôm nay thầy nói đến cái giai đoạn mà giới hành này là rất quan trọng. Vì chúng ta sống trong thiện pháp mà không có cái pháp hành thì không thể nào mà chúng ta sống được. Nói chúng ta phòng hộ sáu căn mà chúng ta không có pháp hành thì chúng ta chỉ giữ nó có một lúc thôi, chúng ta đi nhìn nó xuống đất có một lúc thôi, mà không bao giờ mà chúng ta có thể mà nhìn mà có thể mà giữ gìn nó mãi được đâu. Còn hàng ngày chúng ta mà chuyên cần pháp hướng nhắc tâm chúng ta mãi như vậy, nó thấm cái lý thì khi đi ra tự nó đã nhìn xuống đất, nó không còn nhìn, nó đã thấy được cái thế gian này, cái thế giới này là vô thường, là khổ, là hoại diệt, cho nên nó chẳng còn ham muốn một cái vật gì nữa. Do cái sự nhắc này nó làm cho chúng ta giữ gìn thân tâm của chúng ta, mắt tai mũi miệng chúng ta rất là thanh tịnh, nó không còn bị đắm nhiễm nữa. Đó, nhớ như vậy thì quý thầy phải siêng năng hết sức mà tu tập, vì rồi đây thầy cũng không còn nhắc nhở quý thầy nữa. Do vì vậy đó thì chỉ còn quý thầy lấy những cái bài này mà nghe những cái lời của thầy nhắc nhở ở trong băng, lời của thầy nói ở trong băng vẫn còn nhắc nhở vẫn còn, nhưng trực tiếp mà như ngày hôm nay một vị thầy bằng xương bằng thịt mà nhắc nhở quý thầy thì chắc chắn là không còn nữa. Chỉ còn cái lời của thầy ghi ở trong băng này nhắc nhở quý thầy mà thôi. Dù bất kỳ ở đâu lời nói này vẫn còn, nhưng các thầy sẽ không thấy thầy được. Do như vậy đó cho nên các thầy phải nhớ kỹ, phải nỗ lực, phải siêng năng. Những cái lời này là những cái lời tâm huyết, là những cái lời kinh nghiệm trên bản thân tu tập của thầy mà thầy nói ra để cho quý thầy biết. Mà chính Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh điển của Phật cũng là những lời mà thầy biết rằng những lời tâm huyết của Phật. Phật nói như lý tắc ý, như cái lý giải thoát đó mà chúng ta nhắc nhở, chúng ta tắc ý thì chúng ta mới phòng hộ được sáu căn. Như cái lý mà tác ý thì chúng ta mới nhập được định. Như cái lý mà chúng ta tác ý, chúng ta mới thực hiện các cái quay lực, đại thần lực, đại quay lực, đại minh lực mới được. Còn không có như lý tác ý, làm sao có được những cái đại thần lực, đại quay lực, đại minh lực được. Nên cái như lý tác ý này là cái pháp tuyệt vời. Quý thầy phải nhớ kỹ, đừng có để quên, mà hàng ngày phải trao dồi thân tâm của mình liên tục, không được gián đoạn. Lúc nào chúng ta cũng phải cần mẫn, vì con đường sanh tử không thể chờ quý vị thầy đâu, nó đến là nó đến, chứ không thể nào nó phải quản lại cho quý thầy một giây lát được. Cho nên phải siêng năng, khi chúng ta còn một chút hơi là chúng ta phải nỗ lực thực hiện, chứ đừng có để tới chừng mà giờ co tay giật chân rồi thì tu không có kịp nữa đâu. Nhớ như vậy thì quý thầy mới có thể thực hiện được con đường này. Trên đây là trạch pháp để phòng hộ sáu căn, nhờ giới hành phòng hộ sáu căn nên quay nghi chánh hạnh của người tu sĩ hiện lên rất rõ nét. Và xét về quả tu, từ bắt đầu vào đạo đã được dạy thân niệm Phật là pháp phòng hộ sáu căn đầu tiên này, thì ngay đây trong hiện tại vị tu sĩ ấy cảm thấy mình không còn dính mắc sáu trần, nên tâm lúc nào cũng quay hướng vào trong và nhận ra có một trạng thái ly dục ly ác pháp qua sự hành trì này. Đó, quý thầy thấy chưa, khi mà quý thầy phòng hộ được sáu căn thì ngay đó quý thầy đã thấy được một trạng thái tâm của quý thầy là ly dục ly ác pháp. Phòng hộ thôi, chưa tu gì hết, chưa có một cái gì cả hết, chỉ giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình thôi mà đã ly dục ly ác pháp rồi.
mà ly dục ly ác pháp rồi, nó có một cái gì mà để chứng minh cho chúng ta biết nó có một cái sự giải thoát thật sự, tâm hồn chúng ta thanh tịnh, thanh thản, mọi pháp làm chúng ta có một cái niềm hân hoan. Hân hoan đây không có nghĩa là vui theo thế gian, mà hân hoan đây làm cho chúng ta trở thành một người vô sự. Vô sự hoàn toàn đối với các pháp thế gian này, vô sự hoàn toàn không còn dính mắc ở trong các pháp thế gian này, cho nên gọi là vô sự, với một tâm hồn vô sự. À, quý thầy chỉ mới tu có bấy nhiêu đó thôi mà cũng đủ, quý thầy đã được ly dục ly ác pháp rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Nếu quý thầy siêng năng tu tập thì kết quả này càng ngày càng sâu hơn, ly dục ly ác pháp càng ngày càng tiến tới, và quý thầy sẽ nhập sơ thiền, rồi nhĩ thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi làm chủ sự sống chết của thân này, rồi kết quả của nó quý thầy sẽ chấm dứt được luân hồi tái sanh. Bởi vậy Phật pháp kết quả hiện tại không có thời gian, nghĩa là đạo Phật đã dạy chúng ta khi tu đúng thì chúng ta không có thời gian mà nói rằng phải 5 ngày 10 ngày, mà ngay trong hiện tại là có giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ quý thầy chỉ dùng pháp hướng nhắc tâm mình, có gò bó thân tâm mình đâu, có làm cho nó mệt mỏi đâu, có ức chế nó chỗ nào đâu, cho nên nó đâu có gì mà rối loạn cơ thể của quý thầy mà thấy nhức cái vai, đau cái lưng, tức cái ngực, đâu có cái gì. Ở đây quý thầy chỉ nhắc nó phòng hộ 6 căn, khi đi phải nhẹ nhàng, khoan thai, thư thả, không có gì hết. Làm sao quý thầy có cái trạng thái gì mà khổ đau trong thân đâu, làm sao có những cái gì mà dính mắc trong tâm của quý thầy đâu mà làm cho quý thầy phải giận hờn, buồn phiền, đau khổ. À, cho nên ngay khi phòng ngộ 6 căn là quý thầy đã thấy được cái sự giải thoát thật sự của nó rồi. Ngay khi ngồi thẳng lưng kiết già cũng đâu phải ngồi cho đến khi mà hai chân quý thầy tê đau nhức khổ sở để rồi quý thầy nói sao tôi ngồi thiền đau nhức. Đâu có ai bảo quý thầy ngồi dữ vậy. Quý thầy ngồi trong 5 phút 10 phút, quý thầy đặt cái niệm trước mặt của quý thầy, rồi quý thầy dùng pháp hướng mà nhắc cái tâm phòng ngộ 6 căn của mình. À, chứ đâu có bắt quý thầy ngồi 1 giờ 2 giờ 3 giờ để quý thầy chịu đau chịu khổ với cái thân của quý thầy đâu, mà quý thầy nói rằng là khổ là sợ. Đạo Phật dạy cho quý thầy ngồi có sự an lạc của ngồi, đi có sự an lạc của đi, mình đó là sự giải thoát. Cho nên vì vậy mà quý thầy dùng pháp hướng để nhắc tâm mình thấm nhuần được đạo lý, được giải thoát của nó. Cho nên quý thầy tu hành mà nghe bất an trong thân và tâm của quý thầy, đó là quý thầy tu sai pháp của Phật, tu đó là pháp của ngoại đạo. Cho nên làm thân của quý thầy nhọc nhằn khổ sở, mệt nhỏi, mệt mỏi hôn trầm thùy miên vô ký, đó là quý thầy tu sai. Còn quý thầy tu đúng thì không hôn trầm thùy miên mệt nhọc gì cả, lúc nào cũng thấy giải thoát an vui và tỉnh táo, rất là tỉnh táo. Đây là mới bước đầu vào quý thầy đã tu pháp phòng hộ 6 căn, thì quý thầy đã thấy quá rõ ràng sự giải thoát cụ thể, không thể nào mà chối cãi được. Điều này chứng minh hùng hồn, không thể phủ nhận được. Do thế mới gọi là tứ bất hoại tịnh, là tính lực, nghĩa là sức lực, sức lực của niềm tin mạnh mẽ. Nghĩa là khi mà chúng ta vào mà thực hiện sự phòng hộ 6 căn rồi thì chúng ta tin rằng đúng là chúng ta đã giải thoát thật sự rồi. Thì từ cái chỗ mà kết quả đó, cái lòng tin của chúng ta nó mạnh mẽ, vì gọi là tính lực. Tính lực là cái lòng tin mạnh mẽ, mà có giải thoát, có kết quả giải thoát, có sự an lạc, có sự thích thú ở trong cái sự tu tập đó, có sự thanh tịnh ở trong tu tập đó, thì chúng ta mới có lòng tin. Mà cái lòng tin đó làm sao mà chúng ta rời được cái Phật được, rời được pháp, rời được tăng được. Cho nên lòng tin đó gọi là tính lực. Đó, quý thầy thấy rất rõ. Cho nên tứ bất hoại tịnh nó làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh mà trở thành một cái lòng tin rất là mạnh. Đó là cái sức lực tin tưởng mạnh mẽ của chúng ta. Cái phần thứ hai, thân Phật thường đi ăn xin. Đó, bây giờ tới cái thân Phật mà đi ăn xin đó, thì chúng ta phải tu như thế nào để mà chúng ta sống đúng như Phật. Thân ta niệm Phật cũng vậy. Bây giờ mình lấy thân mình niệm Phật mà. À, do đến bây giờ thân Phật thì hay đi xin, đi khất thực, đi xin ăn. Thì thân ta niệm Phật cũng vậy. Không làm tất cả mọi nghề nghiệp, chỉ lấy nghề đi xin làm chánh nghiệp mà nuôi chánh mạng mà thôi. Đó, chúng ta lấy cái nghề đó mà chúng ta quyết tâm tu hành. Nghĩa là chúng ta khéo léo tổ chức như thế nào mà chúng ta hằng ngày có một bữa cơm đi xin ăn mà thôi. À, khéo léo, khéo léo. Chứ còn hiện giờ mà chúng ta không khéo léo mà mang mình bác đi ra xóm xin á, thì không khéo léo. Ở đó là dụng về. Nó không phải như đất nước Ấn Độ,
cũng không phải như đất nước mà của Phật giáo Nam Tông, người ta có sẵn sàng những người Phật tử cúng dường. Còn ở đây chúng ta phải khéo léo để cho tự người ta nấu cơm, cho mình cái gì đó mình ăn cái nấy. Cũng như ở đây thầy khéo léo tổ chức cho quý thầy, quý thầy chỉ đến giờ là người ta cho gì đó mình ra mình nhận cái thực phẩm đó mình ăn một ngày bữa. Ở bên phái nữ người ta cực khổ, người ta nấu nướng cái gì đó người ta cho mình gì đó mình chẳng biết, tới giờ ăn đó mình chỉ nhận ra. Đó là khéo léo để khất thực. Còn nếu mà mình chỉ chịu dụng và mình chấp nhận cái đi khất thực bằng cách mà như thờ Đức Phật thì đất nước chúng ta chưa cho phép, do đó chúng ta không khéo léo. Mà không khéo léo thì dân tộc chúng ta sau chiến tranh thì có người nghèo kẻ giàu. Người giàu thì cho chúng ta không nói gì, nhưng người nghèo mà hiểu Phật Pháp họ phải nhịn bụng để cho chúng ta cúng dường, cho chúng ta bát cơm thì họ lại nghèo khổ nữa, thì chúng ta đâu nỡ tâm làm cái điều đó. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải thấy và chấp nhận như thế nào để mà chúng ta đi xin ăn mà không làm khổ người khác, không làm nghèo người khác. Do vì vậy mà chúng ta khéo tổ chức. Chẳng hạn nào như bây giờ, thí dụ như bây giờ muốn đi xin sống như Phật thì mình phải tổ chức những người cư sĩ họ có tiền bạc, họ vì Phật Pháp mà họ hộ trì cho chúng ta tu tập, một người hay năm người ba người. Bây giờ các vị họp lại, các vị mở cái câu lạc bộ hoặc là một cái tiệm cơm chay ở tại đâu đó, rồi chúng tôi sẽ ở gần đó, số tu sĩ chúng tôi ở gần đó, mỗi ngày chúng tôi chỉ đến xin một bữa cơm thôi, quý vị cho ăn cái gì thì chúng tôi ăn cái nấy, chúng tôi không đòi hỏi gì hết. Do đó các cư sĩ đó họ sẵn sàng họ giúp đỡ mình, rồi tới cái đúng giờ là 11 giờ hay là 10 giờ mình ôm bát mình đến đó mình xin một bữa cơm, rồi mình trở về cái khu rừng hay cái vị trí tu hành của mình thọ thực rồi mình tu hành, có như vậy thôi. Tức là đời sống của chúng ta chỉ lấy cái nghề đó thôi, mà nó không làm cho ai đau khổ hết, mà nó không làm cho cái xã hội nghèo đói nữa. Giờ cái hình ảnh mà đi khất thực như vậy á, mà tổ chức như vậy là đúng cách, đúng xã hội, đúng cái thời điểm. Còn nếu mà không tổ chức được như vậy á, mà ôm mình bác đi lang thang xin á, thì không được, chúng ta làm như vậy sai. Chúng ta phải hiểu được những cái này mà chúng ta mới có cái khéo léo mà cái tổ chức để chúng ta thực hiện được cái nghề đi xin, cái nghề đi xin để nuôi chánh mạng của chúng ta. Bây giờ đó thân Phật thường đi xin ăn, vậy thì chúng ta cũng muốn cho mình được đi xin ăn như vậy thì chúng ta cũng phải dùng cái pháp hướng để nhắc nhở. Chứ nhiều khi chúng ta đi xin mà chúng ta còn ngại ngùng, còn này kia nọ, nó chưa thấm nhuần thì chúng ta cũng khó mà có thể đi xin được. Vậy muốn đi xin thì chúng ta phải thường ngày chúng ta phải ngồi, chúng ta tu như thế nào để mà chúng ta dạn dĩ, để mà chúng ta đi xin một cách rất tự nhiên. Câu 1, hằng ngày ta nên đặt niệm đi xin trước mắt, dùng pháp hướng. Bây giờ mình đặt cái niệm đi xin trước mắt, mình ngồi kiết già ở ngoài đó, mình muốn hành động mà giống cái hành động của Phật đi xin ăn đó, thì mình phải đặt cái niệm đi xin trước mặt của mình, rồi mình dùng cái pháp hướng. Mình hướng như thế nào đây? Đi xin là một nghề chân chánh, người tu hành ta phải đi xin như thế nào không làm khổ mình khổ người. Đó, mình đặt cái câu hỏi, cái câu pháp hướng để cho mình hướng tâm cho đúng cách. Bây giờ đó mình muốn đi xin thì mình nói đi xin là một nghề chân chánh mà từ xưa đến giờ Đức Phật đã chấp nhận cái nghề đó để nuôi cái chánh mạng của mình, không có đòi hỏi cái ngon cái dở, không có đòi hỏi bằng cái này cái kia, do cái dục lạc về cái ăn á nó tạo cho chúng ta khó mà có thể giải thoát được. Cho nên chỉ có đi xin á nó mới có thể tạo chúng ta xa lìa được cái dục lạc của cái ăn. Vậy mà đi xin như thế nào mà không làm khổ mình khổ người, nghĩa là đi xin như thế nào không làm khổ mình khổ người, để chúng ta đặt cái niệm đó như thế nào. Như vậy là để gì? Để chúng ta có cái sự quán xét khi mà đặt cái niệm đi xin trước mặt, rồi đem cái pháp hướng này ra đặt ở trước mặt á, rồi chúng ta dùng cái pháp quán mà chúng ta suy xét. Bây giờ mình ngồi tu đây mà mình muốn trở thành một cái người đi xin ăn, mà xin ăn như thế nào là hợp lý, mà không hợp lý đi xin như thế nào mà không làm khổ mình khổ người. Đó, như vậy á mình mới đặt ra một cái pháp như vậy. Bắt đầu mình đặt ra như vậy, mình trạch pháp này ra, mình nhắc mình rồi bắt đầu mình ngồi yên. Mình ngồi yên thì mà nó bắt đầu nó suy tư, bây giờ mình phải tổ chức như thế nào đây để cho cái đời sống tu hành của mình nè, đi sinh nè, mà nó có cái phong cách của đi sinh nè, mà nó không làm khổ ai hết. Vậy thì bây giờ mình có mấy người Phật tử thương mình giúp mình tu hành nè, bây giờ tôi chỉ xin nhờ mấy vị giúp đỡ tôi tu hành nè, 5 năm hay là 10 năm tôi sẽ ở trong thất tu hành 3 năm nè, quý vị mỗi ngày
giúp đỡ cho chúng tôi, cho chúng tôi một bữa ăn thôi. Quý vị nấu sao chúng tôi ăn cũng được vậy, chúng tôi không đòi ngon đòi dở gì hết. Nghĩa là tới giờ đó chúng tôi sẽ bưng cái bát đến cái mặt của quý vị, thì quý vị vui lòng. Giờ đó là quý vị nấu cơm cho cả gia đình rồi, thì quý vị nấu thêm cho chúng tôi được một ít, một bữa cơm thôi. Rồi hàng ngày chúng tôi đến đây, chúng tôi xin quý vị, thì quý vị giúp đỡ cho chúng tôi. Và mình biết rõ ràng là người cư sĩ này, họ không phải là người nghèo, họ không phải là người đói, mà họ là người làm ăn có tiền bạc, cho nên họ chỉ nuôi thêm mình, họ không đến đổi mà họ khổ. Do đó chúng ta xin họ. Vì vậy mà họ bằng lòng giúp đỡ chúng ta rồi, thì bắt đầu từ đó chúng ta là trở thành một người đi xin ăn đúng cách. Cho nên đặt cái niệm này ra, rồi chúng ta đi tìm cái người nào giúp đỡ cho chúng mình, để mình thực hiện cái chánh nghiệp, cái nghề nghiệp chân chánh của người tu sĩ. Đây là cái câu mà thầy muốn nhắc nhở quý thầy, để sau khi quý thầy rời khỏi thầy mà không được nương tựa nơi thầy, nơi thầy nữa, mà quý thầy muốn tu hành đúng chánh pháp, thứ nhất là quý thầy đã phòng hộ sáu căn của mình. Cái thứ hai là quý thầy phải tổ chức như thế nào để cho mình đi xin ăn, chứ không phải là về tôi trồng ruộng, trồng lúa, trồng khoai, trồng củ, rồi tôi làm cái này cái kia, rồi tôi tự lấy cái đó tôi nấu cơm tôi ăn đó. Tôi cắt cái thớt ra, rồi xung quanh đó tôi trồng đám thanh long, thì tôi lấy tiền đó tôi mua gạo để dành tôi ăn suốt năm tôi tu. Không được đâu, quý thầy đừng có làm cái điều đó. Cái điều đó đều sai. Quý thầy phải tính một cái như thế nào để hàng ngày có cái người tự người ta nấu, người ta cho quý thầy ăn thôi. Rồi người ta nấu ngon nấu dở mặt người ta, quý thầy chẳng biết, miễn là mình ăn bữa đó mình no bụng thôi. Chứ còn quý thầy đừng có để tiền để bạc hoặc là thế này thế khác của quý thầy tự sắm lấy đồ ăn đồ uống cho quý thầy đó, thì cái đó là cái chết của quý thầy. Càng lúc là các thầy sẽ xa lìa Phật pháp đó, nó không phải là chánh nghiệp nữa đâu. Hoặc là quý thầy về làm một đám ruộng, lấy lúa 50-10 giả lúa để dành cứ hàng ngày mình nấu cơm, rồi mình ăn với muối cũng được, chỉ có gạo ăn được rồi, thì do đó quý thầy cũng tiêu, không có bao giờ mà quý thầy có thể mà giải thoát được. Cho nên quý thầy phải tổ chức là mình đi xin rồi, đi xin rồi nó mới diệt cái ngã của quý thầy. Chứ quý thầy có một bồ lúa quý thầy ngồi ăn, cái ngã của quý thầy nó càng lớn, nó không có giải thoát được nữa. Nó là những cái mà thầy đặt ở đây để cho quý thầy thấy rằng khi bắt đầu mà chúng ta lấy cái thân mà niệm Phật mà đi ăn xin á, thì thân ta cũng phải đi ăn xin như vậy đó. Thì cái ăn xin của chúng ta bây giờ nó phải có cái sự tổ chức hẳn hòi, có cái sự làm cho đúng cách, chứ không phải là đi ăn xin như thời Đức Phật được. Vì Đức Phật ngày xưa là tại vì ở Ấn Độ nó đã quen, cái phong tục nó quen rồi, cho nên người ta quen, người ta cho những cái người mà tu hành ăn xin như vậy. Còn ở đây mình không có được như vậy đâu. Cho nên quý thầy phải tự tổ chức, đừng có tránh, đừng có làm cái nghề này nghề kia, hoặc là về mình cất cái thất ở trong cái vườn cây chôm chôm hay sầu riêng hay măng cụt gì đó, tới cái mùa đó mình đi hái cái trái cây đó mình bán, mình để dành một số tiền, rồi do đó mình ở trong cái khu vườn đó mình ăn, mình ăn mình tu. Hay hoặc là trồng một đám dừa, do đó hàng ngày cứ lôi dừa đem đi bán lấy tiền mua gạo ăn, thì quý thầy làm riết cái này thành ra quý thầy tu riết chắc lẽ là quý thầy thành dừa hết, kêu là thành dừa chứ cũng không phải là thành Phật được đâu. Cho nên làm cái gì là nó sẽ thú hướng cái đó, nó sẽ thành cái đó, nó không có kết quả được. Cho nên ở đây đừng có nghĩ mà một cái việc gì mà cái nghề gì mà quý thầy làm hết. Cho nên người ta nói rằng mình ăn không ngồi rồi, không phải đâu, tôi không phải ăn không ngồi rồi đâu. Hàng ngày tôi nỗ lực, tôi thật sự tôi giải thoát thân tâm, tôi không có phút nào mà tôi ngồi không được. Còn quý vị có thể mà ngồi không, quý vị mới đi làm nghề này trồng tỉa rồi, chứ còn tôi không có thời giờ mà tôi ngồi không được. Cho nên cái mà chúng ta tu, chúng ta phải biết những cái pháp trạch pháp ra như thế này, nó không còn cái thời giờ mà chúng ta đi trồng đi tỉa đi nhổ cỏ đi trồng rau trồng cải. Còn quý thầy nói là thôi bây giờ người ta cho cơm mình, bây giờ mình cũng trồng bí trồng bầu hay gì đó, rồi mình hái cho mình luộc để mình ăn phụ thêm, nó cũng đỡ đi. Do đó quý thầy đừng có làm cái điều đó đâu. Người ta cho cơm với muối, ăn cơm muối, chứ đừng có nghĩ rằng tôi ra tôi hái nắm ra lan vô tôi luộc tôi ăn nó thì cũng đỡ hơn không có rau để chắc bệnh, nhất định bệnh chết chứ không nhất định là trồng cái cọng rau nữa, đừng nói chuyện. Phải hiểu được như vậy, đi xin ăn mà mình còn chấp hành một cái không đi xin ăn mà lại còn cái của mình có mình hái ra mình ăn thì cái chuyện đó không được. Thí dụ như chẳng hạn trong cái thất của quý vị đó có một cây cam hay cây bưởi hoặc là cây nhãn hoặc cái gì mà có trái, thì cái người mà người ta thường cúng dường cho quý vị đó, gạo đồ ăn đồ này kia cơm hàng ngày cho quý vị đó, thì khi cây đó có trái thì quý vị đừng có hái mà ăn, mà đừng có hái mà đem bán để dành tiền nữa. Những cái điều đó là cái sai. Cho nên vì vậy quý vị kêu cái người cư sĩ mà hàng cúng dường cho quý vị đó, ở đây bây giờ chỗ tôi ở đó có một cây mận, cây nhãn hoặc là cây xoài gì đó bây giờ có trái, xin nhờ cư sĩ bán cái này đi, coi ai không có gì giúp đỡ họ, hoặc là cư sĩ đó, hàng ngày đã giúp đỡ cho tôi cái bữa ăn như vậy đó, thì những cái này tôi không có ăn phi thời được, tôi không có lấy cái trái cây này mà tôi ăn phi thời. Hay hoặc là quý thầy nói là tôi không ăn phi thời nhưng bây giờ xài của mình chín, thôi để hái 5-10 trái, trưa mình ăn cơm rồi cái bắt đầu mình để 5-10 trái rồi mình ăn thêm nữa, thì cái đó cũng không sai, cũng sai nữa. Tất cả những cái này đều là do cái tâm tham dục của mình ra hết. Cho nên bây giờ cái cây đó là của mình, của trong thất của mình,
Nhưng mà quý thầy đừng có lấy cái trái cây đó mà quý thầy bỏ thêm vào trong cái bữa ăn của mình. Người ta cho mình cái gì đó mình ăn, thầy không thấy ông Phật mà ở trong cái vườn xài á mà lượm xài để ăn thêm đâu, không có.